Huyền 123, Sam 123, Thoa 123. Câu đầu tiên này. Câu đầu tiên thực ra đây là kanji N2 đúng không? Đây là chữ độ đúng không nhỉ? Jikan ga tatsu ni tsurete senshu no ugoki ga nibutte kita đúng nhỉ? Như vậy đúng, đây là đoạn số 1. Câu này dịch như nào đấy hả Sam? Dạ. Cùng với sự trôi đi của thời gian nhỉ, thì cái hoạt động của các tuyển thủ đã chậm chạp đi à, chậm chậm Đúng đi hay rồi, nào? chậm đi, hoạt động động tác, đây chỉ là động tác, nó giống từ đô sao nhé. Dạ. Các đáp án còn lại, thô đô cổ tê là chữ gì các bạn? Chữ sao phải chữ trẻ quần chữ trẻ Trệ đúng không? Cái từ này có năm người ta hỏi trong phần cách đọc của kanji N1 đấy. Nào, ô tốt tê là chữ gì? tôi đợi chữ liệt. Chữ liệt, thua kèm đúng không? Chữ này, chijimate tê là chữ gì? Chữ xúc. Đúng rồi, chữ chữ Thường. xúc đúng nhỉ? Co ngắn, co ngót. Câu 2 nhá. Kokose no goro, shōrai wa kaigai de hatarakitai to. To kangai te ita, kanji đây là chữ gì nhỉ? Mặc quả nhiên. Ở mạc và Công thức nhiên, mặc nhiên. mạc trong từ gì? Sa mạc. Đúng rồi, sa mạc, Không à. sa ba cự đúng không? Như vậy cái chữ mạc nó sẽ đọc là ba cự Ba đấy trong trường hợp này. Nếu mà các bạn chỉ căn cứ vào mỗi cái âm Hán Việt mà các bạn chọn thì các bạn sẽ thấy có cái chữ mạc đọc là ma cự, ví dụ trong từ gì, chữ mạc trong từ cai ma cự đúng không? cự. Đây Xem đây này đấy, cai ma cự đọc là ma cự nhá. Nhưng mà riêng cái chữ mạc này ấy, trong từ sa mạc là sa ba cự thì nó sẽ phải là ba cự và nào. Một đúng là ba xem. cư gem, đúng, đây sẽ là số 2 này. Dịch cho C câu này nào Thoa. Thời còn là học sinh cấp 3 thì tôi đã suy nghĩ mơ hồ, cái chữ Đúng đằng này rồi, là mơ hồ. mơ hồ giống ai Tôi đã mai đúng suy nhỉ? nghĩ một cách mơ hồ rằng mình muốn làm việc ở nước ngoài, tương lai mình muốn làm việc ở nước ngoài. Đúng rồi, trong các phương án còn lại thì có một đáp án có từ tồn tại, đấy là từ mô gen. Từ mô gen là chữ gì các bạn biết Chưa hình dung không? ra. Mô gen đây nhá, chữ đáp là chữ Mãnh liệt. chữ mãnh và chữ nhiên, đúng rồi, nghĩa là mãnh Mãnh liệt, giống mô đết giống mô đết sự. Câu số 3 này, đây là chữ duyệt và chữ lãm đúng nhỉ? Đây là kanji N1. Thì từ này sẽ đọc là duyệt là it và lãm là da, như vậy từ này sẽ đọc là it da, đáp đúng chúng ta sẽ là đáp án số 3. Câu này dịch như nào đây hả Dung? sensei là cái tài liệu lịch sử mà đã được duyệt ấy thì đã được Cái về này nó xin không phải là mãi duyệt đâu nhá, cái này chữ Hán là xem etzran là duyệt, nhưng mà nó chính là đọc biru, xem sao đọc xem. xem cái tài liệu lịch sử mà đã được xem ấy thì xin hãy gửi Đưa về, đưa đưa về. đưa về cho cái anh ta là cái phóng viên Kaan ta sẽ lại là phóng viên. Kaan ta là gì các bạn? quầy Kaan ta là quầy người phụ trách quầy đúng không? Ở quầy. Hãy đưa về quầy cái tài liệu mà cái tư liệu lịch sử đã đọc đúng nhỉ, hay là đã xem thì hãy mang về quầy. Các phương án còn lại, từ hai kênh chắc các bạn quen rồi đúng không? Hai kênh là chữ gì đấy? sim Tai bài kênh là chữ bái và chữ kiến đúng không nhỉ? Nhưng mà nó mang nghĩa là gì các bạn? Xem khiêm nhường ngữ. Cái từ etken không tồn tại nhưng có từ etken nhá, là yết kiến, đấy, yết kiến vua quan đấy. Đúng, đây sẽ là số 3. Tiếp theo, 4 5 6 này.
Câu 4, 5, 6. Tiến 433, Huyền 433, Sam 233, Hoa 434, Dung 432. Câu số 4 nha. Câu số 4 đây là chúng ta có đây là chữ thích đúng không? Chữ thích và chữ minh. Chữ thích các bạn nhớ lại trong từ gì rồi? Có từ trong từ gì nhỉ? Cai Giải thích. cự, Rồi, cai xác cự này giải thích này. Đấy, hoặc là chữ gì nhỉ? Chú thích cũng có đúng không? Chiêu xác cự. Như vậy là chữ thích sẽ đọc là xác cự. Như vậy là chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 4 là đáp án chính xác. May mà đây là chữ minh, nó chỉ cho đọc là mê, nó không cho đáp án đọc là miều. Thì có khi lại sẽ có bạn nhầm đúng không nhỉ? Bởi vì nghĩ là bình thường chữ minh đọc là mê thì thường quá. Đấy, biết đâu nó lại cho đảo đảo đi một chút. Những chữ còn lại thì có một cái từ tồn tại như đấy, đấy là đáp án số 1 đấy, từ sukume. Chữ này. Đây, số mệnh nhá. Giống từ ume. Dịch câu này như nào nào Tiến. Thủ tướng đã giải thích về cái phát ngôn của bản thân. Ai bảo đã giải thích rồi hả? Nhìn xem nào. Nghĩ oa đây ta mà. Không Cái phải này không thủ có tướng chữ giải thích đâu em ạ. Có ai biết không? Có bạn nào biết cái động từ oa đây ta nó là gì không? có phải là theo đuổi chữ truy không các em? Đúng, nó là chữ truy nhưng mà nó chưa thể bị động đúng nhỉ? Thì là bị người ta làm sao đấy? Bị người Bị ta người ta dồn đúng không nhỉ? Ừ, bị người ta ép. Thủ tướng đã giải bị người thích ta dồn, người ta ép đến đường phải gì đấy? Phải giải thích ngôn về của phát ngôn bản của bản thân. Đúng rồi. Câu 5 nhá. Câu 5 đây là kanji N2, cái chữ này. Nhưng mà cái từ này nó N2, N4 từ nên chả nhớ. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ hợp và chữ bính đúng không? Nhưng mà chữ hợp bình thường nó là go. Nhưng mà riêng trong trường này nó đọc đặc biệt đấy là gì đấy? thân. Là gì nhỉ? Gặp P đúng P không? Như vậy đúng là ba này. Đấy, sang bằng nha. Thế sao là công cái nó gặp P o kini sa me o henko shimasu. Công ty chúng tôi thì sẽ thay đổi tên công ty lấy nhân cái dịp mà hợp nhất lần này. Câu số 6 này. Yoyaku Keiki kai fuku no. Đây là kanji N2, N3 nhỉ, chả nhớ nữa. Đây là chữ triệu. triệu đúng không? Ừ, triệu đọc là Không nhớ là Kira không nhớ đúng không? Nó si là Kizashi. Đấy, như vậy đúng đây phải là số 3, Kizashi nhá. Nó là gì đây nhỉ? Nó là ứng triệu chứng dấu này hiệu, hoặc là dấu dấu hiệu. hiệu đúng rồi, điềm đúng nhỉ? Nó đồng nghĩa với từ choco này. Đấy, đồng đồng nghĩa nhá. Có thể người ta hỏi trong phần từ đồng nghĩa. Các từ còn lại ví dụ shirushi là chữ gì? Chỉ cái chữ Ấn. gì nhỉ? Chữ ấn ở. Shirushi là chữ ấn đúng rồi, dấu Dấu. ấn này. Nhớ. Dấu ấn đúng không? Akashi là chữ gì các bạn biết không? Không. Không. Akashi là chữ chứng nhá. Đây. Minh chứng, bằng chứng. Hizashi. Nhật và Hizashi là chữ xa. nhật và chữ sai, đúng nhỉ? Nhật xa là ánh nắng. Hoặc là chữ dương và chữ xạ cũng được. Đây là tia nắng, được chưa? Như vậy đúng là 433. Tiếp theo. Từ vựng nha.
Huyền là 1-2 này, Tiến 1-2, Dung 4-4, Sam 2-3, Thoa 1-2, Sam 1-3. Câu 7 thì chắc là các bạn rất là quen thuộc rồi, đúng không? Đi với chữ hantai sẽ là Mô. một, đúng nhỉ? Chữ mãnh, mô han tai có nghĩa là gì đấy? Phản đối mãnh liệt, phản đối Phản kiểu đối, mãnh phản liệt. đối mãnh liệt, phản đối dữ dội, đúng nhỉ? Sau khi tôi nói là tôi sẽ bỏ học đại học thì bị mẹ phản đối mãnh liệt. Cái này ở trong N2 ấy, nó là môn đai số mấy các bạn nhớ không? Ba, hình Nó là môn đai như 3, đúng ba. rồi. Môn đai 3 nhá, gồ kê xê. Ngày xưa là có 5 câu nhưng bây giờ chuyển về 3 câu. Thì N1 nó bỏ cái môn đai đấy nhưng mà nó sẽ cho một câu vào. Có 5 có 5 không, thường là CC thấy là gần như là nửa số năm tổ chức thi là có cái câu này, nửa số năm là không có. Câu 8 thì các từ nó đều có cái chữ vô đứng đằng trước. Son keso de fuyu no yama ni noboru nante. Cái kiểu đâu mà leo núi mùa đông mà chỉ mặc gọi là mỏng manh Quần phong phanh thế áo kia, mà đúng không? Đúng nhỉ? Trang phục đây là kiểu như trang phục mặc nó không chỉnh chu ấy, mặc mặc phong phanh thì là như thế nào? Chúng ta xem cách đọc nhá. Từ đầu tiên đọc là gì? mưa giang Mưa gì? Mưa giang, đúng rồi. mưa Mưa giang nghĩa là giang gì các bạn? không tồn tại ra à, không còn lại hay gì Không phải. Cái này không không đoán còn được nghĩa đâu. Mưa giang. sót. Mưa giang nó không phải là không. Cái này nó là Sugoku, Giang Cốc Cự. Nó là thảm khốc, tàn khốc. Nó lấy nghĩa của cái từ đằng sau kìa. Đây nó không mang nghĩa là từ này nào. Từ này đọc là gì? Mưa bô ra. Mưa Mưu bô. vô. Mưu vô có nghĩa là gì? Thiếu suy nghĩ. Thiếu suy nghĩ, bất cẩn, đúng không? Không thận trọng. Vô trong từ, vô là không. Mưu đây là trong mưu lược đấy, không có mưu lược. Cái này thì có thể dịch như vậy, nhưng mà cái này lại dịch là không, tàn khốc, không phải, đúng nhỉ? Tùy từng từ. Mưu vô là thiếu suy nghĩ, bất cẩn, không thận trọng này. Số 3 là gì? Mưu gì Mưu dịch sự là gì các bạn? vô. Không có thật à? Không, không phải không Vô có tội. thật. Không Thôi liên con quan nào đoán đâu. Mưu đại dịch đi sự là không có tội nhá, vô tội, được chưa? vô tội. Mưu dịch sự là ngày xưa CC cũng cũng từng tưởng nó là không có thật đấy, nhưng mà nó lại là vô tội. Số 4 nào, từ này. Nên Mưu nem. nên Mưu nem có nghĩa là gì? tấn Mưu nem là hối gì? hối tiếc Hối hối tiếc, hận. ân hận, đúng rồi, nó không phải là không có niềm hay không có cái gì gì đấy nhá. Đúng rồi. Ở đây nghĩa hợp lý nhất sẽ là số 2, đúng không? Bởi vì sao? Đi leo núi mùa đông mà lại ăn mặc gọi là phong phanh, đúng nhỉ? Sẽ là bất cẩn, không thận trọng này, đi bằng. Tiếp theo. 9 10. Đây đang 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 mò cái đồng hồ. Rồi. Minh Hải 23, Sam 13, Thoa 13, Dung 11, Tiến 32, Huyền 23. Chúng ta chữa này câu số 9 nhá. Kon kai no sakuhin wa kare ni totte nanani no deki to ieru daro. Cái tác phẩm lần này có lẽ có thể nói nó là cái thành quả gì đấy đối với anh ta. Rồi chúng ta xem các phương án cách đọc của nó nào. Từ đầu tiên đọc là gì các bạn? Đọc là gì nào? Xin Kakushin. Akushin Kakushin, chữ hạch và chữ tâm. Nó có nghĩa là gì?
trọng tâm, chữ hạch trọng cốt tâm cốt lõi. lõi đúng không? Ừ, chữ hạch tượng trưng cho kiểu cái tâm, cái lõi, phản ứng nhiệt hạch đấy. Trọng tâm cốt lõi này, số 2 nào, đọc là gì nào? Mà xin Cái này các bạn đọc là xin xin hay gì đấy sai hết nhá. Cái này đọc là ma gokoro, vâng. được chưa? Ừ. Ma gokoro có thể là đi thi GPT người ta sẽ hỏi cái từ này trong đề, trong cách phần, cách đọc kanji đấy, đúng không? Không phải là xin xin hay là xin jin hay gì đâu. Ma gokoro có nghĩa là gì nhỉ? Chân thành, Chân thành, sự chân thành. Số 3 nào, đọc là gì? tài sinh, Kai xin. Ừ. Kai xin là gì đây? hài Toki, lòng, Toyukimochi, cái sự tâm đắc, cái đắc sự hài ý. lòng, cái sự đắc ý. Số 4 nào? Đi Kishin xin, à? đi xin về Kigokoro đi nhá, được xin chưa? GoPro. Magokoro và Kigokoro đọc đặc biệt. Nghĩa là gì? Kigokoro. Kigokoro tính khí, tâm tính, đúng không? Thì hợp lý nhất trong đây là đáp án mấy? Ba. Ba, đúng rồi. Nó là gì đấy? Tâm Nó là huyết. thành quả, Tâm thành huyết quả như của. nào? Thành quả tâm huyết, đúng nhỉ? Thành quả tâm đắc mà thành quả mà anh ta hài lòng nhá. Đúng, đây phải là số 3. Câu số 10 này. Kono kotoba ni wa yaya hihanteki na nanani ga fukumarete iru. Trong cái từ này ấy, nó đang hàm chứa một cái gì đấy mang sắc thái hơi phê phán. Nào, các phương án sen sự là gì? Gu 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 khiếu, biến, đúng không? Ừ, gu gu hoặc là chào khiếu này. hoặc là Karakuta là gì đấy? chào Karakuta tính cách tính hoặc là gì cách nhỉ? Nhân vật, nhân đúng vật, không? Ừ, nhân nhân vật vật hoặc tính cách. Số 3, nuance sự là gì? sắc Sắc thái, thái, sắc sắc thái, thái, hợp sắc lý đúng thái không? Ừ, nó bao hàm cái sắc thái phê phán, đúng nhỉ? phi Ba phi đúng nhá. Số 4 nào? Inspiration là gì đây? Inspiration đi là sớm. truyền cảm hứng, đúng không? Sự truyền cảm hứng. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 3, nuance sự. Tiếp theo, ba câu luôn nhá, 11, 12, 13 này. Bây giờ Huyền 443, Sam 423, Hải 233, Thoa 443, Tiến 413, Dung 423. Câu 11 này. Kono atari wa kousoku douro to tetsudo ga nanyani shite hashiteiru. Ở vùng này ấy, thì đường cao tốc và đường đường sắt nó chạy làm sao đấy. Các phương án này. Số 1 đọc là gì các bạn? Đô chồ, Đô chồ, rồi nghĩa là gì? đồng điệu, đồng Chữ Hán là đồng điệu đúng không? Ừ, nghĩa như thế luôn. Cái sự đồng điệu, đồng cái sự đồng thuận của gì nhỉ? Của hai người với nhau. Số 2 đọc là gì? hê Heretsu. hê Ừ, heretsu. Heretsu này mang nghĩa là gì?
Song song. Song Song song. song. Không, Ừ. không, song song mới là 4G, 4 mới là song song. Hai cũng là song song. Đấy, Song bốn rồi. bốn cũng là song song, đúng rồi. Thế Nhưng đấy mà nhỉ. hai cũng là song song đấy nhá. Cái bài này nó khó. Cái môn đai N1 nó luôn có hai từ gần gần giống nhau. Số 4 đọc là gì nào? Hey Hê cô. cô. Heco đúng không? Số 3 đọc là gì? Đồ hàng có. Đô Đô hăng. hăng. Ừ, đô hăng là gì các bạn? Đồng hành. Đồng Bạn hành, đồng đúng hành rồi. à. Y Đồng số nhĩ bạn. y cự, đúng nhỉ? Đi cùng nhá, đồng hành. Ở đây khó là hai từ số 2 và số 4. Hê-đết-sự và Hê-cô đều là song song, nhưng mà cái khác nhau là gì? Thế đấy Hê-đết-sự là xếp ấy hàng. là Của sự xếp song hàng đúng song không? về mặt Hết không sự là gian. khi mà xếp hàng. Đúng rồi. Sự song song về mặt không gian, tức là khi mà xếp hàng nó sóng đôi, nó song song với nhau thì dùng. Còn từ Hê-cô có thể dùng trong cả trường hợp đấy, lẫn cái việc gì? Lẫn cái việc cùng cùng đồng thời tiến hành cái việc gì đấy, đúng nhỉ? Đấy. Thì ở đây với cái nghĩa này Chắc là chọn hai rồi. phải là mấy? Bốn, bốn. Phải là 4 đúng không? Không phải 2, không phải không. Cái này ấy, nó không phải là hai cái đấy nó song song về mặt không gian đúng không các bạn? Các bạn hiểu ý cái câu này nó là gì không? Có nghĩa là ở vùng này ấy, đúng nhỉ? Có hai thứ mà cùng cùng chạy gì đấy nhỉ? Cùng Trong chạy, nó không phải là chạy song song với nhau về mặt không gian đâu, mà là nó cùng hoạt động ấy. Đấy. Cái từ heco này nó có thể là mang nghĩa là cùng hoạt động, cùng tiến hành một cái gì đấy. Thì ở đây với nghĩa như vậy nó phải là đáp án số 4 nhé. Ở vùng này thì cả đường ở vùng này có đường cao tốc và đường đường sắt đang cùng hoạt động. Câu số 12 này. Câu số 12 cũng khó bởi vì là có mấy từ nghĩa gần giống nhau. Nhưng mà cái hint tội đấy là văn bản đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ dựa vào văn bản chúng ta chọn được mấy? 4 4 4 đúng rồi, đáp án 4 là đúng này. Rồi xem nghĩa của các từ nhá. Số 1 đọc là gì các bạn? chiêu sen Chiêu chiêu sen. sen Chiêu sen. Chiêu sen nghĩa là gì? rút Rút thăm thăm. bốc thăm Rút thăm. Rút thăm đúng không? Số 2 nào? Số 2 là gì? Tekishutsu đúng không? Tekishutsu có nghĩa là gì các bạn? lấy Lấy ra ra. rút Lấy ra ra. Nhưng mà cái lấy ra này các bạn có biết là dùng trong trường hợp nào không? lấy cái mà dùng tay để lấy được Dùng cái này tay liên để quan lấy đến à? nội Cái này tạng nhá, lấy cái này có dùng máu hai, một là gì nhỉ? Một là lấy ra dị vật, được chưa? Lấy ra những cái lấy thứ máu không tốt, ví dụ lấy ra mảnh bom, mảnh đạn găm trong cơ thể. Đấy là cái trường hợp mà gọi là lấy ra một cách cụ thể. Cái thứ hai là lấy ra, ví dụ như là yo teo tekisutsu, thì là lấy ra cái phần quan trọng, được chưa? Nhưng mà văn bản thì không dùng với lại từ tekisutsu này, nên là chúng ta cũng không chọn hai. Số 3 đọc là gì? sai siêu sai Sai siêu shu. Sai shu là gì? thập tài liệu Thu thập Thu thập. Thu thập tài liệu hoặc là lấy mẫu máu đúng không nhỉ? Đấy, nghĩa nó vẫn là thì kiểu lấy ấy, máu nhưng mà nó là lấy mẫu máu đấy, dùng từ này nhá. Có thể là trong đề thi người ta sẽ một năm nào đấy người ta sẽ hỏi đến máu thì sẽ dùng từ sai shu này. sư Số 4 nào, đọc là gì? bạc Bạt sư sư. Bạt sư. Bạt sư là gì nhỉ? trích Trích loạn dẫn. Trích dẫn đúng rồi, trích dẫn trích lấy dẫn ra một gì nhỉ? Một phần từ văn bản, tài liệu. Đấy, đấy là cái hint tội để chọn đáp án cho cái câu này đúng không? bốn Cái đoạn văn này là gì nhỉ? Là phần trích dẫn, là phần trích ra từ một bài bài báo báo. Câu 13 này lại là một câu katakana. Copy yoshi no nani nani ga hetara chumon shite oite kudasai. Cái hint tội đấy là cái copy yoshi no. Đấy. Chúng ta cùng xem các phương án. Ví dụ từ đầu tiên keep là gì các bạn? bỏ Bỏ qua qua. Keep là gì nhỉ? giữ Keep nhỉ là giữ, giữ ở giữ giữ duy trì đúng không? Giữ hoặc là duy trì nhá. Đấy. Còn cha keep bỏ qua thì nó không có cái trường âm đâu. Số 2 là nào. Cha gì là gì? nạp tiền nạp tiền nhỉ Nạp tiền hoặc là sạc sạc điện đúng không? Đấy. tổng điện Stock là gì? kho tồn kho Kho, tồn kho kho chữ. Share. chia sẻ Chia sẻ. Nếu là động từ thì là chia sẻ nhá, còn danh từ sẽ là thị phần nhá, được chưa? Ví dụ như là SEO, Shimeru là chiếm thị phần đấy. Thì ở đây các bạn thấy hợp lý phải là mấy? ba 3 đúng rồi. Bởi vì phần gì nhỉ? Phần dự trữ đúng không? Phần còn lại của giấy 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 giấy, giấy in nó giảm đi rồi. Nó hết rồi, nó không nó, nó bớt đi rồi, nên là hãy đặt 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 thêm trước đi. Rồi tiếp theo. Từ đồng nghĩa này.
ba câu luôn nha. Rồi các bạn comment hết rồi. Huyền là 243 này, Thoa 243, Tiến 243, Dung 243 sửa thành 242, Minh Hải 243, Sam 413. Chúng ta cùng xem câu 14. Kyo no kagi de deta ike wa arikitari no mono ga okata. Cái ý kiến mà xuất hiện trong cuộc ngày hôm nay ấy, phần nhiều nó là những cái thứ mà adikitadi là gì các bạn? Bình thường. Hả? Tục cứ biết sự dạ này. Futsu no thì đồng nghĩa với cái mấy đây? Hebon. Hebon đúng không? Đúng rồi, số 2 nhá, bình thường đúng nhỉ? Những cái thứ bình thường, những cái thứ không gì đặc biệt. Số 1 là gì đây? Tekikaku. Ekikaku na là gì nhỉ? Đích xác. Đích xác, rõ ràng. Số 3. Số 3 là Tính tích mang tính tích cực. Số 4. cực Mang tính phủ định. tính Mang tính phủ định đúng không? Hi te te kina mang tính phủ định. Đây phải là 2. Câu 15 này. Ryo chimu no jitsuryoku no sa wa dekizen to shiteru. sự Cái khoảng chênh cách lệch đúng nhỉ? Ở cái sự chênh lệch về thực lực giữa hai đội nó làm sao? rõ ràng rõ ràng Rõ ràng đúng rồi, Rekizen to suru là rõ ràng. Như vậy đúng ở đây phải là 4 đúng bốn không? Hakiri Chiteru này. Số 1 là gì? Izen Izen to kawaranai là không thay đổi so với trước đây đúng không? Hoton donai là hầu như cũng không không biết có ông đúng nhỉ? Đây là trở nên to lớn lên hơn trước, so trở nên với trở 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 lên lớn hơn trước đúng nhỉ? lớn hơn Không trước phải, đúng phải 4 nhá. Câu số 16 này. Mudana kehi wa. Từ này đọc là gì? kiểu điều cự Không. kiểu cự Phải là gì đây? Kyoku chứ. Kyoku ryoku. kiểu cự À. kiểu cự điều cự Ừ. Cực lực đúng không? Có thể đoán được nghĩa đúng nhỉ? Cực lực có nghĩa là gì đấy cho tiếng Việt mình ấy? là hết sức có thể Hết hết sức, sức đúng hết rồi, hết sức sức có có thể. Cái này có thể đoán được nghĩa. Vẫn có những câu đoán được nghĩa nhưng mà không nhiều. Đúng ở đây phải là 3. Để ký được cái nghi đi đúng nhỉ? Sukoshi jutsu là từng chút này. Ohaba ni thì sao? Ohaba ni là làm nhiều biên độ nhiều lớn nhưng mà bây giờ dẫn nó sẽ không đồng nghĩa với lại hết sức có thể đúng không nhỉ? Đấy. Số 4 là gì? Saki Masaki ni. Masaki ni là gì? vừa trước à? Trước hết đúng không? Trước tiên, đầu tiên. Trước hết Như vậy đúng mà đây là số 3 nhé, sam bằng. Tiếp theo. 17, 18, 19 này. ra từng đàn phải có quen đi.
Côn tô. Côn tô ra sức tổ. Nào 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 nào, không nhẩm được thành tiếng. Huyền 231, Hải 233, Em đổi đi này. Dung 231, Thoa Em 211, đổi rồi. Huyền 211, Hải 231. Rồi. Ở 17. Cái câu này là câu không thể đoán được nghĩa, đúng không? Phải biết từ trước chứ còn nếu mà dựa vào kanji thì khó. À, đây là chữ lạc là rơi, đây là chữ đảm là mật. Nghe thấy cái kết quả là tôi rơi cả mật. Chả biết Rơi nó cả là mặt. gì. Rơi cả mặt Không. thì Tôi rơi cả mật là thì nhiều người là sẽ nghĩ theo hướng là mình cứ đi star đúng không, là giật mình, nhưng rất tiếc cái từ đặc tư tam này thì chúng ta không thể dịch, dịch theo nghĩa đến nghĩa đây được đúng không nhỉ, nó tất cả thất vọng. là chán Yes. trường thất vọng đúng không, gakarishita nhá. Số 3 là gì, nó có Là gì dao động do đôi dao yoshita, đô rồi dạ tôi dao động đúng không, tôi phu ao kanjita, tôi cảm thấy bất an, không phải. Số 4 là gì, vì vì mình mong ông sự tôi cảm thấy có nghi gì. ngờ đúng không, tôi cảm thấy nghi ngờ, tôi mang nghi vấn. Câu 18. Ano shosetsu no Cái ketsumatsu wa akenai mono datta rashii. Cái từ akenai này trong Mimi có này. Có vẻ như là cái phần kết thúc của câu của cuốn tiểu thuyết này ấy, của cuốn tiểu thuyết kia ấy, nó là một cái thứ làm sao? vánh tẻ Chóng nhạt vánh, đúng rồi, chóng vánh tẻ nhạt. Như vậy đây phải là mấy? ba một một Ở đây có hai cái là chóng vánh, đúng không? Nhưng chóng vánh ở một cái là Igai-ni và một cái là Yosodori. Thì cái Akenai nó là chóng vánh đúng như mình nghĩ, hay là chóng đúng vánh một rồi, cách gọi là ngoài à sức không, tưởng tượng đã là dịch là chóng vánh thì không bao giờ có chuyện là đúng như mình nghĩ đúng không? Nó phải là ngoài vâng sức tưởng y tượng của ngay mình, đúng nhỉ? Igai. Đúng, đây phải là một y nhá. Đấy, nó nhàm ngay chán ngoài cái sức tưởng tượng của xe mình. kịp Được chưa? Như vậy là một này. Câu số 19. Ano poster wa Iro no contrasto ga insho teki da. Cái tấm poster kia ấy thì cái sự gì nhỉ? tương Tương phản đúng phản. không? Ừ, sự tương phản màu sắc nó rất là ấn tượng. Thì ở đây có một cái tương phản là mấy? Một Một, đúng rồi, một đấy tai hi thì đúng không? Tương phản nhé. Số 2 là gì? hiệu quả, Cô hiệu hiệu quả hiệu quả quả, cô hiệu cà này. quả Số 3 đọc là gì các bạn? số sai Sensei. xin Ừ, sai sensei là gì đấy? tỉ mỉ chi tiết Tỉ mỉ chi tiết tinh xảo đúng không? 4 là phố hô hư đúng nhỉ? hô Phong phu phú. Không phải. Như vậy đúng đây phải là một nhá, được chưa? Chúng ta sang môn đai khó nhất này. Còn thời gian thì các bạn nghĩ cái cách thay những câu sai thành câu đúng nhá. Câu 20. Thoa 2, Huyền 2, Tiến 1, Dung 1, Minh Hải 2, Sam 1, như vậy là team 1, team 2 khá là đồng đều. Chúng ta có câu 20 là từ tột cư nhĩ.
cái từ, từ này thực ra N2 đã được được cho vào trong đề thi rồi đấy. Ở trong đề thi N2 ấy, thường người ta cho từ tục cư nhĩ ở phần từ đồng nghĩa. Từ tục cư nhĩ nó sẽ bằng từ dự tổ mai nhĩ. Nào, nó bằng từ dự tổ mai nhĩ có nghĩa là từ trước đấy rất lâu, từ lâu rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy nào hợp lý nào với câu đầu tiên. この辺には特に大きいお寺があった。Ở cái vùng này thì đã có một ngôi chùa lớn trước đấy rất lâu, dịch thì tất nhiên vẫn thấy nó ok đúng không? Nhưng mà các bạn có biết là cái từ tục cư nhĩ này nó dùng trong bối cảnh nào không? Bối cảnh một hành động đã diễn ra lâu chứ không phải là sự tồn tại về mặt trạng thái nhá. Câu này chúng ta không dùng từ tục cư nhĩ được. Câu này các bạn biết dùng từ gì không? Mukashikara đúng Ừ, dùng từ mukashi đúng nhỉ? Mukashi kara. Thực ra là kara thì không đúng, kara thì có nghĩa là bây giờ vẫn còn tồn tại. Có thể dùng từ mukashi này hoặc là từ katsute. Trước đây, ngày xưa. Câu 2, Yamada-san nara tokuni kaerimashita. Nếu là Yamada ấy, thì nó về lâu rồi, đúng đây phải là đáp án số 2. Mà đây gần như là hint tộ luôn đấy các bạn nhé, gần như tất cả các cái câu hỏi về từ tokuni ấy nó đều là nếu là một người nào đó, nếu là một cái hành động nào đó thì đã làm trước đấy lâu. Đấy, được chưa? Dựa vào cái đấy để chúng ta chọn nhá, hành động đã được làm cách đây lâu sẽ dùng từ đây. Câu số 3. あの時のことを今頃謝ってもとっくに遅いよ。Đến bây giờ dù có xin lỗi cái chuyện lúc đấy ấy, thì phải đã gì? muộn Đã tốt tới muộn. Không, mô không phải tốt mô tới mô. mô Mô, đúng rồi. Mô nhá. Đã muộn rồi, người ta dùng từ mô. Câu số 4 này. Saki kara denwa ga tokuni naripanashi da. Từ nãy thì điện thoại nó reo. mãi giật tổ Ở mãi suốt, đúng rồi, giật tổ. Nó reo và bây giờ nó vẫn chưa ngừng, đúng không? Đấy. Đúng đây là số 2, nhi bằng. Tiếp theo câu số 21. Câu 21 từ là machi machi, từ này nghĩa là gì các bạn? Khá là giống iro iro hoặc là sama sama đúng không? Mang nghĩa là gì đấy? Đa dạng muôn màu muôn vẻ, mỗi người một kiểu đúng không nhỉ? Đấy. Thế các bạn có chọn giống nhau không nào? Sam là 3, Dung 3, Huyền 1, Tiến 3, Thoa 1, Minh Hải 1, như vậy lại 1 với 3. Tôm 1, Đau lòng. Uchino kazoku wa yusoku wo toru jikan ga machi machi da. Có nghĩa là nhà tôi ấy, thì thời gian ăn tối làm sao đây? Mỗi Mỗi người ngày khác một một kiểu đúng không? mỗi 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 người một kiểu không phải là mỗi 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 người, mỗi có nghĩa là kiểu kiểu như là mỗi ngày một 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 giờ ấy, nó không cố định. Đấy. Nào cái này thấy có hợp lý không? hợp Hợp lý lý. Dịch thì có hợp lý. quá hợp Dịch thì lý cái này mà nếu mà dịch thì thấy cái nào nó chả hợp lý đúng không nhỉ? Đây mỗi cái một kiểu này cực có vẻ hợp kỳ lý. Số 2, ghê Jibun đèn yo ơi to okurimono yo machimachi ni tsutsunde moratta. Tôi đã được bọc nhá. Cái dành cho mình và cái dùng để làm quà tặng. Cái này không 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 dùng từ machimachi mà phải dùng từ gì các bạn? Bọc. Phân riêng tách làm hai như này thôi, bọc riêng phải dùng từ gì? Đúng rồi, bê betsu betsu. Betsu betsu. Câu số 3 này. Kono hanataba wa màu sắc thì không bao giờ người dùng machi machi na iro. Hero
Đúng rồi, đây phải dùng Rồi iro iro đúng không nhỉ, hoặc là gì, do iro iro nhá, hoặc là samazama. Đấy, dùng samazama chắc là hay hơn vì nó đỡ lặp lại cái từ iro đằng sau đúng không nhỉ, samazama hoặc iro. Câu này là gì đấy nhỉ, cái bó hoa này có rất là nhiều màu sắc nó đang trộn lẫn vào nhau cho nên là rất là đẹp đúng không. Cái từ machi machi nó không mang tính chất là có nhiều cái như vậy, mà nó thể hiện là cái sự đa dạng, cái sự khác nhau, mỗi người một vẻ, mỗi ngày một kiểu. Đấy, thì hợp lý sẽ là một. Câu 4 này. Câu 4 là cái giờ kinh doanh ấy, đấy. Và cái ngày nghỉ thì nó khác nhau. Nào. Từ này phải dùng cái gì các bạn có biết không? Cái này phải dùng từ sore jore nhá. Từ sore jore, cái dạng cố định là sore jore no nd. Chiga có nghĩa là khác nhau tùy thuộc vào mỗi cái đó, hoặc là cotonaru thay từ chiga cũng được. Đấy, nó dùng như một tính từ chứ không phải là dùng như một danh từ. Đúng, đây phải là đáp án số 1. Tiếp theo này. Cái này thì mỗi người một đáp án Huyền 2, Minh Hải 2, Kim Dung 2, Tiến 3, Sam 4, Thoa 1. Chúng ta cùng xem câu 22. Từ là từ Yutori. Từ Yutori mang nghĩa là gì các bạn? Dư thừa, Dư giả. Sự dư giả, sự thảnh thơi đúng không? Đấy. Chúng ta cùng xem câu 1 nhá. Sang ka sẽ ga o kata no de shiryou no Yutori wa ato Ichimai dake desu. Bởi vì người tham gia nhiều cho nên là cái sự dư giả của tài liệu chắc chắn là không phải là sự dư giả đúng không nhỉ? Cái này phải là phần phần gì? Amari, Amari, Amate. Không, không dùng từ đấy nhá. Không Rồi dùng chiêu đi. từ Vô, vô bưng. này phải dùng từ nokori các bạn nhá. Ừ. Nokori có nghĩa là gì đấy? Thừa. Còn lại, Cái dư phần còn lại, phần còn thừa đúng rồi. Của tài liệu thì chỉ còn một tờ. Câu số 2 này. Kodomo ga umarete kara wa keizaiteki ni yutori ga nakunatta. Từ khi tôi có con, từ khi con tôi ra đời thì tôi không còn dư giả về mặt kinh tế. Hợp lý không nhỉ? hợp Yutori lý đây là sự ý. dư giả thảnh thơi về mặt kinh tế đúng không? Đấy, hoặc là thời gian. Đúng, đây là 2 này. Câu số 3 nhá. Report te shutsu made ato 1 nichi dake yutori o kudasai. Đến lúc phải nộp báo cáo ấy thì hãy cho tôi cái sự dư giả chỉ một ngày, không phải. Các bạn biết là cái từ này người ta dùng từ gì không? Cái từ này là người ta dùng từ yuyo. Yuyo có nghĩa là cái sự thư thư, cái sự gọi là chậm chậm lại so với cái hạn ban đầu. Đấy. Hãy cho tôi thư thư dù chỉ một ngày thì cũng được cho đến lúc mà tôi phải nộp cái báo cáo. Câu số 4. Sude ni kanari jōhō shita no de kore ijō gosho no yutori wa nai. Rồi Bởi chi bởi vì tôi đã nhượng bộ khá nhiều rồi nên là không còn chỗ đúng không? Đúng rồi, không còn chỗ để tôi nhượng, tôi không không còn chỗ nào mà để đàm phán hơn mức này được nữa. Thì cố định của chúng ta sẽ là n no yochi đúng nhỉ? rồi chi Đấy,
Ga aru nhá, là vẫn còn chỗ để làm n, hoặc là nai là không còn chỗ nào để thực hiện. Đây phải thay bằng yochi mới đúng. Tiếp theo câu số 23. Câu 23. Thoa 4, Huyền 4, Sam 4, Tiến 4, Hải 4, Dung 2. Câu 23 từ này là từ gì mọi người? Đọc là gì nhỉ? Hai phương Hai phư, đúng rồi. Hai phư nghĩa là gì? phân phát Phân phát, đúng phân rồi. phát Phân phát, phân phát, phân phối. Đâu, bằng nghĩa với từ cứ ba rự nhá. Trang phân trọng hơn cứ ba rự, đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem nhá. Câu 1 này, Internet tổ đều ạ. Sai shin news ga suguni hai phư xà đề rự, trên mạng ấy thì những cái tin mới nhất ngay lập tức được phân phát, có phải không? không. Không đúng không? Cái này phải dùng từ gì các bạn biết không? Những cái tin mới nhất được gì? Vaccine Được phát sóng hai shin, đúng nhỉ? hay Được hai shin là được gì đấy? Được truyền tải đấy. Câu số 2. Kê tai đen hoa nô đem pa wa do ko ni i te mo hai phư xà đê rự, cái sóng điện thoại di động ấy dù mình ở đâu thì nó cũng được, nó cũng hai được gì sóng dùng à. ở dùng cho sóng điện thì dùng từ gì các bạn? Mình ở đâu nó cũng tới đúng không nhỉ? Các bạn biết dùng từ gì không? Hai số Không 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 phải từ đấy, không phải từ hai xô nhá. Nào, cái từ tới, đạt tới, tô đô cự, từ này nha. Câu số 3 này, go koniu itadaita shouhin wa gojitaku made hai fu itashimasu, cái sản phẩm mà quý vị đã mua ấy thì chúng tôi sẽ cái này phải dùng từ gì mọi người nhỉ? Hai tác sự. Hai tác sự, hoặc các bạn dùng từ hai một từ số khác, hai xô cũng được, đúng rồi, hai từ này nhá. Như vậy đúng ở đây là câu 4. Câu 4 là gì nhỉ? Ở cửa hàng kia ấy, bây giờ người ta đang gì đấy? phân phát Đang phân phát, đúng rồi, đang phát phí những cái gì nhỉ? với mẫu Những cái mẫu dùng thử miễn phí, đúng không? Của đồ trang điểm cái mỹ phẩm, đúng nhỉ? mỹ 4 phẩm này. Tiếp theo, kẻ 24 nhá.
Câu 24. 24 huyền 4, thoa 4, dung 4, tiến 4, sam 4, hải 4, các bạn đều chọn giống nhau. Câu 24 chúng ta có từ này đọc là gì mọi người? Xịt Shiso đúng không nhỉ? Nghĩa là gì? xô. Đơn giản, giản dị. Đơn giản, giản dị, đúng rồi. Nó dùng cho cái gì các bạn biết không? Nó dùng Cuộc cho sống. cuộc Cuộc sống, sống. bữa ăn, đồ dùng đúng không nhỉ? Ít yếu tố cấu thành. Câu 1, kono bunshō wa shiso de totemo wakariyasui. Đoạn văn này không dùng từ shiso mà dùng từ gì các bạn biết không? Bài Căn văn này căn nó làm sao? Nên rất dễ căn hiểu. căn số. Đúng rồi, dùng đúng nhất là dùng từ kanso nhá. Đây, nó gần giống từ kantan nhưng mà cái từ kanso ấy nó dùng đặc trưng cho cái văn bản ít yếu tố cấu thành. Câu số 2, Moskoshi ne đằng no shiso natsu wa arimasen ka? Có cái tour nào Rẻ hơn, ở đây là có tour nào giá rẻ một chút rẻ không đúng không nhỉ? hơn. Thì phải dùng từ gì mọi người? Từ đơn giản thôi, không nhất thiết phải Yasui. yasui đúng không? Ne đang no yasui là được rồi. Còn nếu các bạn muốn thay ấy, nếu các bạn không muốn dùng từ 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 ne đang no ấy thì các bạn dùng từ này nhá, từ kakuan. Kakuan. Sao không ra nhỉ? Hay là CC bị nhầm à, hay là an các cự nhỉ? Sao không Hình như ra? là an trúc cự An thể. ca Hình thì có chứ, an không phải an ca. như là Đúng an rồi, trúc an cà. Đây 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 đây, an cà na nhầm. Câu số 3, ke ke wa shiso demo yaruki no haru hito sayo shitai. Tôi muốn tuyển những cái người dù kinh nghiệm giản dị nhưng mà có cái động lực. Nào cái này thay bằng gì mọi người? Đi với kinh nghiệm thì dùng từ gì? ít kinh nghiệm. Ít đúng Nghèo không? Dùng từ nàn. gì nhỉ? Sukunakutemo đúng không? Một từ Nghèo nàn hơi cao quá. cấp hơn thì dùng từ gì? Juku. Hả? Đúng Mi Miken. rồi, toboshi, À toboshi tô. kute nhỉ? Đây, từ này nhá. Tiến bảo dùng từ gì hả Tiến? Mizuku. Mizuku à? Đấy hả? Từ này cũng được. Câu số 4 này. Kan muda na mono wa kawazu ni shiso na sekatsu wo okute imasu. Tôi đang gì đây? Sống một cuộc sống giản dị và không mua những cái thứ lãng phí đúng không nhỉ? 4 này. Cuối cùng nhá. Câu 25. Minh Hải 2, Huyền 4, Dung 4, Tiền 4, Sam 4, Minh Hải 4, Thoa 4. 2 sửa thành Minogashite. Rồi câu 25 từ này đọc là gì mọi người? Mi Miushinau. Miushinau. Miushinau mang nghĩa là gì nhỉ? Ushinao. Lạc Lạc, mất. bị lạc mất. Lạc mất dấu, bị thất lạc, không còn nhìn thấy, đấy, do bất cẩn. Câu 1 này, Aite chimu no wa zu ka na suki o mi ushinawazu ten o totta. Nào câu này nghĩa là gì các bạn? Không Từ muốn đối suki này nghĩa phương là gì hở mọi của người đối biết không? phương khoảng trống. Sơ hở, đúng rồi.
cái sơ hở của Dùng một đội chút bạn này, một cái chút sơ hở của đội bạn và đã giành được điểm. Vậy đây phải dùng từ gì hợp lý nhất? không hỏi đã lợi dụng cơ hội Đâu không phải không là không phải cơ hội, đây là sư kỳ mà, cái kẽ hở, cái sơ hở cơ mà, đây phải là phát hiện mi ra. mi 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 cư mi cái gì mà chữ cực ấy Mì mì sư nhỉ, kê rự mi nha, mì sư kê chữ rự được chưa, mì sư kê cực. tê, phát hiện ra. Câu số 2, câu số 2 bạn Thoa bạn ấy sửa đúng rồi đấy. Nan do mo check shita zu na no ni machigai o mi ushinatte ita là gì nhỉ? Nhất Nhiều chắc lần chắn là tôi đã check kỹ rất là nhiều lần rồi, vậy mà tôi vẫn bỏ qua, bỏ lỡ cái lỗi sai đúng không? Là dùng từ gì nhiều là đấy? sự Có hai từ, có hai từ dùng được nhá, là mi nhiều là sự nhiều nogashite tô sự cả. và mi otoshite, đúng rồi. Hai từ này là bỏ qua đúng nhỉ? Không 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 để ý, không không phát hiện ra. Và Câu số 3 này. mi mamoru. Sensei wa saigo ma de watashitachi o mi ushinawazu ni shido shite kureta. Sensei đã hướng dẫn chúng tôi đến cùng mà Không lơ không bỏ đánh qua, mà không là sao? bỏ mặt rời mắt không rời mắt Mà không rời mắt là dùng từ gì? mima Khó mori chúng non chứ Mimamote Mimamote cũng được, nhưng mà vậy các bạn không được chia thẻ phủ định nhá. Mimamote nó không phải là trông nom đâu, nó có nghĩa là để ý mà dõi dõi theo. theo. Hoặc không ấy, các mọi người dùng cái từ là không bỏ rơi đúng không nhỉ, thì dùng từ misute Sư zuni. Misute zuni, misuteru có nghĩa là bỏ rơi, thì đây là không bỏ rơi. Ở đây đúng, ở đây phải là 4. Yosomio shinagara arite itakara, bởi vì đã gì đấy, vừa đi bộ vừa nhìn ngang nhìn ngửa đúng không nhỉ, nhìn đi chỗ khác nên là bị lạc mất dấu của người bạn, đúng là 4 nhá. Không bạn.